trong nhà bài cái đang mà sân dương miền bài hai hai dương thở chân này p từ hai viên dạ p mà ngay tập pin ngay ấy men bài tem bài tê mong ngày nắng nhưng mà chai làm lấy pin vị thi thua bài cái đang đẹp tao dạ p mình đo mà máu phong hai sản phẩm tất sắc sâu bị lớp bài cái đang nắng nhưng thua pin đôi chiết đá hai bài dễ bị bài cái đang vinh bạch hai tê p dương phong hai lắng xuôi là o món nè bóng bồn chạm sập mơ từng ao khăn nia chào mong bạn đã tham gia chạy like page cũng có follow page nhóm xong chui chạy like nó follow page nhóm mới phong nè tăng chân từ mọi vị thi phơi cho mọi nhóm từng ở khnề từ bốn nhóm hai cho mọi nhóm đam tâm sân hai chạy khai nằm bay một bông đam tâm nước ngoài vì lắng chơi ấy vị thi phơi này sầm lạp nẹt tay nhóm có phơi vị thi phơi tam tay nằm mũi á tay nhớ kho khnề bàn tay đôi chân chân má sờ điện khnề chân tật so nên nhóm phơi tật so đôi chân tật đo cô môn sân nè bông lực tâm lắng chơi hai nhóm đã cho mọi nhóm tật đo cô khác cho mọi buôn sập riệp bài cô tật đo cô khác nước ngoài vì lý hai nhóm đã cho mọi nhóm tật đo cô sờ hết tật đo cô sờ nên nhóm đã cho nốt pram sự bia bài làm tự đo cô sờ nó mà sinh chỉ dương ọt miên tê dương ai chỉ nốt ở tóc có ba được có miên tự đo cô cháo có đại ba này cô tự đo cô sờ nên tự đo cô khắp ở việt lấy cho khnhi hai nhậm đại cho mình nó rụt đi mà trong sự bia bài tật tây mà ai cả ba đã pi sự bia bài hai trong cái năng đuôi cho mình nó bị chơi mình tít đại tự đo cô khắp tự đo cô sờ cương tê hai ở hai cô viên mình tít tiếp cô viên rồi hô to tự viết khắp hiện đại tật tít nhé hai sập cho khnhi là ở hai cứ hào vậy chạm việt tự không con chan môi tơ ai tục ở vi cho thì che hai dương tục viên mà lại sân đó nè hai lần này dương mặt thôi chỉ muốn tự soi đôi chia tự tray mà đòn chặn tự tray pi sập riệp bay cho được không con chan muối hai tật mặt tay pi sập riệp bay đáy tật mặt tay pi sập riệp bay cho hai nhóm tham chỉ muốn có soi có pi sập riệp bay đáy hai tham chỉ muốn nó bị chơi màn tít tít tật xa được tật sốt dương thò mặt đá nó pi sập riệp bay cho đáy này một pi sập riệp bay mà một pi sập riệp bay sửa cha mẹ bóng bồn cô vừa lấy cho khi hai nhóm tham chỉ muốn nó tự đo cô khắp mà sập riệp bay đáy trong cái nó nhóm tham chỉ muốn nó mặt tay cha màn tít tít mặt tay cha nó nhóm chỉ muốn mặt tay kia mà sao nhỏ mi mặt tay kia mà nhóm đã nó có ngang đây với hơi tít tít mà là món sản phẩm nhóm nè tắc so nhóm lấy hai hai lấy nhưng mà cha về tập bộ nhóm đã cho mùi nó bơ màn tít nó mà sập riệp bay đây hai nhóm lấy bơ nó ở về lấy hai nhóm đã cho mùi nó lật tâm màn tít này linh lật tâm nó cho mùi bơ nó ở về làm cho mùi hai nhóm đã cho mùi tắc so đã dương ban lấy hai nó chặt cho được không nên còn ở tới dương cô về màn tít tớ hào vậy cô về ai tắc so nó về làm phút bị đo hai ở về riêng riêng tít hiện khát tít tít vẽ vẽ thứ ba mẹ bật lên bàn tắc so đôi chưa tập tray nó bớt xanh chỉ miên sạch hạt tít đó cứ căn để ngang mòn ta đái nhóm miên sạch phạt tạm ấy chẳng ở lớp hai nhưng đôi đã chan được khi hai nhưng chưa tự so tổng pi rồi chết nó giờ tục mà lại sân đó nè hai nick cứ chiếc bài sập đạp nhưng giờ mà thua bài cái đang nâng á sập đạp bài nâng nhưng giờ bài để kêu kêu rồi có bài để vi cho bài chân nào ngỏ rồi có bài để dân nam ta vì riêng suy á nhưng giờ mà thua bàn đặt khác cửa giờ bài chơi giờ mà thua tê cứ thua cả tê tôi giờ bài chơi mà thua cắt có việc sân chân ngắn này chẳng nhưng đôi bài tổng ăn nó đã cho tổng nông thong á thong nhưng cắt vi chuyển chân á bằng phụ này mở bàn bởi bài nâng hai nhưng bởi viên tích hai nhưng dồn rẻ mà cân cân vi dồn rẻ các bạn chơi mua các bạn ấy các bạn đã ở thời dương sẽ cọt viên tơ dương bìa viên trắng á nè cân viên căn tần nắng cứ căn tần lọ trắng là nó bài nó nhung cân viên này này hay viên là sao viên riêng về cái việc trong trong á nhung bọt viên trên chỉ trong buôn trong chân tớ ở việc hơi sát hay hai dương nghe số cắt cho tầm bồn với tía đó nè hai nhung chi dương cân viên ban buôn đập đong tiền đầm bay ở bài nó viên căn tần nắng màn lọ nè thuần trắng hai dương bảy trăm ba vô tờ hai ngay tiền các bạn đây còn đặt cắt ở trên chỉ ru bìa này dương trong bàn hay cứ vô tầm bồn bàn bạch chân này pe ha mà ngay pi ngay ấy tê thưa plem ăn nhắm plem mòn cân viên ban này là o hai nhom cắt vì chỉ trong á bằng bồn bề cắt đang dương trong cắt mấy cặp ban này sai lơ ca cho chật bao dương á chỉ trong cặp ban mua cặp ban đưa có nẹt khác cái miên phong mấy chân tới cặp ban này ta sản phẩm nhom nhom đồ tại vì thi na sơ sơ hai lươn này hai chân mắt sạch được nhỉ cổ viên nhảy nhảy chả này chẳng na bằng bồn thật bài cắt đang nhom đang nhom cắt chỉ vén vén chẳng hai nhom cắt chỉ trong tối tối chẳng tiền làm bài chân chỉ cái buồn trong chẳng na hai bề dương cắt đang dương bạch đỏ thon đang chân nhỉ cái nào tại dương đỏ thon đang chân bề cắt tới đằng sát mỏ ngay tóc bề dương vô tổng phong tới chạm dương bọ sưu mỏ vì ở sát chọc đài tiệt chẳng ở lời nên nhóm cắt hai ở hai ban chọn đông đài ở lời nhóm mập bông cho mũi nóng bay cái đăng nâng nhóm chạy khăn nóng mà là mồm đai cho được nông chăn tụt mũi dường bông nóng chăn tụt trong việc sơ cho khăn như bóng bồn cả này dường đặc kẹt đó cứ kẹt bị thô mỏ là bê chân như chạy khăn cho việc cho khăn thì chẳng hả hay như bóng bồn thì dường bỏ thằng chân mắt cứ bị sủa chẳng hả một đồng dường bài nóng đã cho được nông khăn nóng thơm mấy khăn nóng ở việc đau với khăn sân á bê dường đã tớ cứ bị bùn chân mỏ hay bê đã cho mũi nóng khăn cái đau khăn chân cứ bị ọt biếm khăn nhỉ bài vì cho lăng hay mơ tà mà bò với xa thấy cứ dường ai strong việc bà này cũng tục dù bê nằm đảo với khăn thì hay nếp bê bông hát khơi bài nó tụi nóng về xa cách xa mơ dễ bị thay xa rùi là o mình tên món á nè bông bài nâng rồi hồ tật ở tớ hay xâm rõ khăn vì ơi hiện xa rõ khăn ở tớ cứ bà này hay là lớn nâng nhầm bông hay ở hai nhầm vô viên mà liếp cho mình tật xa thằng pi rồi chết nâng á tập bông nâng nhầm mà liếp cho mình tật xa rồi chết tật trái sần nhầm xa mình tên là sao nhầm ọt miên sạch phát rồi bông miên sạch phát tiết á đã trâu cho mùi à tật xa rồi chết tật trái nâng mình tên hay tật xa nâng á dương bạch liếp viên chán chán pê dê ta liếp viên
ហើយមិញនឹងខ្ញុំលាបជាមួយនឹងអាទឹកសោះរសជាតិទឹកត្រីនឹងពាក់កណ្ដាលហើយសោះពាក់កណ្ដាលទៀតខ្ញុំលាបជាមួយនឹងអាទឹកសោះរសជាតិទឹកដោះគោហើយយើងលាបវាបន្តិចៗដូចគ្នាកុំលាបច្រើនពេកហើយណាពេលអត់ដល់មួយម៉ោងទេហើយក៏អត់ច្នៃពេលដល់មួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃអីដែរបើសិនជាបងប្អូនចង់ញ៉ាំបាយក្ដាំងបែបលឿនណាបាយចាំហាលថ្ងៃអីអាចធ្វើតាមខ្ញុំបានហើយបើមានសាច់ផាត់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជ